nay gặp một bầy vịt đầu trắng ấy, mọi người. Cái loài này khác cái vịt Anna rồi. À, đây là con mái này. Ông nó bay rồi. Lò vịt này gọi là vịt đầu trắng á, đầu mùa xuân hoặc là cuối mùa thu nó xuất hiện, mùa hè là chắc nó lên phía nọt á, phía mắng. Đây là bầy vịt màu trắng, đầu trắng đang kiểu mắng đó. Hi. Mommy, the little ducks. I know, they're so beautiful. Huh? Look at this one. This one has a little bit of blue on him. Yeah, and like green on it. Look at quack, that. Quack, 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 quack. And I have a yellow nose on it. Oh, my duckies. So cute. Hi, duckies. That's a little baby one. There's all the geese. Đây là con mãi nè, con đực thêm màu trắng, gặp thêm một cái giống vịt là nữa. Ngốc nhà nấu ăn lá chí chứ.
cái lồng mái. Không được. Đằng trong nó là rịa lông. Rồi khá lành. Mày huyệt là tới nè. Thấy shop này khá nhiều sao biết vịt nó rủ nhau á. Và đằng kia là tôn tô đó. Tháp CN Tower nè. Mọi người thấy chưa? Ăn no giờ đang nghỉ thì lao đó mọi người. Vịt nó thường hay đi từng cọp từng cọp. Rồi lần lại thôi.